kênh máy chế biến gỗ Quốc Duy xin chào quý vị. Hôm nay, chúng ta cùng xem con máy ghép gỗ cao tầng hai bàn hoạt động nhé. Đầu tiên, công nhân sẽ đặt những tấm ván cần ghép với nhau lên bàn làm việc. Những tấm ván này đã được bôi keo ở mặt ghép, và các mặt ghép này phải nằm sát vào nhau. Tiếp theo, chỉ cần nhấn nút, bàn ghép sẽ được hệ thống xích tải sẽ kéo vào bên trong máy. Đồng thời, bàn làm việc thứ hai của máy sẽ được đưa ra ngoài. Nhờ có hai bàn làm việc liên tục như vậy mà hiệu suất công việc được nâng cao. Sau khi bàn làm việc được kéo vào đúng vị trí, thì hệ thống nâng thủy lực được gắn một đầu điện cực sẽ đẩy bàn hồi lên trên, ép chặt với điện cực còn lại. Lúc này, sóng cao tầng sẽ được phát ra, làm chết keo nhanh chóng. Sau chỉ vài phút, máy đã ghép xong. Cuối cùng, bàn làm việc sẽ được kéo ra ngoài và bàn thứ hai sẽ được đưa vào. Mọi người ai có quan tâm đến máy thì liên hệ ngay cho Quốc Duy qua 0903600113 nhé. Hẹn gặp mọi người ở video khác.